Quý khán giả đang theo dõi chương trình tin tức tổng hợp Trà Vinh hôm nay, phát sóng lúc 18 giờ 15 phút mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Trà Vinh. Chương trình hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau. Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh được trao tặng xe cứu thương. Miền Nam sắp mưa to, xâm nhập mặn giảm dần. Thành phố Hồ Chí Minh con trai tâm thần nghi sát hại mẹ và dì ruột. Bắt nguyên giám đốc CDC Hậu Giang cùng hai thuộc cấp. Góc nhìn cận cảnh, bảo vệ người tiêu dùng trước vấn nạn thực phẩm bẩn. Thưa quý vị, chiều qua, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV tổ chức lễ trao tặng xe cứu thương cho Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh. Đến dự có ông Lê Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh. Xe cứu thương được Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam trao tặng cho Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh lần này được thiết kế hiện đại với đầy đủ các trang thiết bị, đảm bảo phục vụ tốt việc cấp cứu, chữa bệnh cho người dân. Ngân hàng Cổ phần Thương mại Đầu tư và Phát triển cho biết tổng giá trị của xe trên 1 tỷ 200 triệu đồng. Theo tiến sĩ bác sĩ Trần Kiến Vũ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh, hiện nay nhu cầu vận chuyển cấp cứu bệnh nhân rất lớn đối với các cơ sở y tế nói chung, đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh nói riêng. Vì vậy, khi được hỗ trợ xe cứu thương sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh có thêm trang thiết bị hiện đại, phục vụ tốt hơn trong công tác cứu chữa bệnh cho người dân trong tỉnh. Được biết, đây là một trong 65 chiếc xe cứu thương được Ngân hàng Cổ phần Thương mại Đầu tư và Phát triển Việt Nam tài trợ cho các cơ sở y tế trong cả nước nhân dịp kỷ niệm 65 năm thành lập Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Tiếp tục chương trình với thông tin cập nhật về tình hình thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa thông tin, tình trạng mặn xâm nhập ở Nam Bộ sẽ giảm dần do vài ngày tới có mưa. Theo nhận định, từ ngày 11 tháng 5 đến ngày 14 tháng 5, chủ yếu xuất hiện mưa dông rải rác ở ven biển miền Tây Nam Bộ, tập trung chủ yếu vào chiều và tối. Vào khoảng ngày 15 tháng 5 trở đi, sẽ có xu hướng gia tăng mưa cả về diện và lượng, có nơi mưa vừa mưa to. Một số chuyên gia cho rằng, khoảng ngày 14 tháng 5, Nam Bộ bắt đầu có mưa và khoảng ngày 16 đến ngày 17 tháng 5 có mưa to. Tổng lượng mưa 10 ngày tới tại Nam Bộ phổ biến từ 60 đến 120mm, có nơi cao hơn. Mặc dù vậy, nhiệt độ cao nhất ban ngày vẫn dao động trong khoảng 32 đến 35 độ C. Do tăng mưa nên xu thế mặn xâm nhập từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 5 ở đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục giảm dần. Độ mặn cao nhất tại các trạm ở mức thấp hơn độ mặn cao nhất trong tháng 5 năm 2021. Thưa quý vị, liên quan đến các trận động đất liên tiếp xảy ra trong thời gian qua ở huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum, Viện Vật lý Địa cầu đã thực hiện khảo sát thực địa và có báo cáo bước đầu. Các nhà khoa học nhận định động đất khu vực huyện Kon Plong là động đất kích thích do hoạt động tích nước của hồ chứa. Động đất kích thích xảy ra khi hồ chứa thủy điện hoặc thủy lợi hoạt động tích nước, tạo sức ép lên hệ thống đứt gãy bên dưới khiến động đất xảy ra sớm hơn so với hoạt động tự nhiên. Tuy nhiên, để khẳng định nguyên nhân phát sinh động đất và có cơ sở để dự báo xu thế hoạt động, cường độ của động đất trong tương lai nhằm đánh giá khả năng gây thiệt hại cho các công trình dân sinh và thủy điện, thì cần có những khảo sát quan trắc và nghiên cứu chi tiết về địa chất kiến tạo và chế độ địa chấn trong khu vực Kon Tum và lân cận. Trước mắt, các nhà khoa học kiến nghị các bên liên quan thiết lập nhanh mạng trạm quan sát động đất địa phương, dự kiến gồm 8 trạm, trong đó có 3 trạm đã triển khai từ tháng 5 năm 2021 tại huyện Kon Plong và lân cận phục vụ công tác báo tin động đất kịp thời. Bên cạnh đó, thực hiện ngay nhiệm vụ tuyên truyền và hướng dẫn các kỹ năng ứng phó khi động đất xảy ra cho nhà quản lý và người dân. Xin được chuyển sang các thông tin an ninh trật tự. Thưa quý vị, một thi thể đang trong tình trạng phân hủy không có đầu, trên lưng có tấm kim loại vừa được người dân phát hiện tại một con kênh ở huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Sau khi hoàn tất khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đã bàn giao thi thể để địa phương an táng. Theo thông tin ban đầu, vào chiều ngày 8 tháng 5, một người dân đang đi bắt thủy sản trong một con sông nằm trên địa bàn xã Viên An Đông thì phát hiện vật thể nổi trên mặt nước nghi là thi thể người. Người này đã kể lại vụ việc cho chồng biết. Sau đó, người dân địa phương chạy xuồng máy đến hiện trường thì thấy một thi thể đang trong tình trạng phân hủy. Thi thể này không có đầu, không có hai bàn tay và trên lưng còn có tấm kim loại màu trắng chưa xác định được giới tính, thân nhân. Tiếp nhận thông tin, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Cà Mau nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.
Công an quận 5 thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh lập hồ sơ điều tra vụ án mạng khiến hai người tử vong. Nghi can gây án được xác định là Trần Hồ Hiếu Thịnh, 33 tuổi. Người này có dấu hiệu bị bệnh tâm thần, còn hai nạn nhân bị sát hại là mẹ ruột và dì ruột của Thịnh. Rạng sáng nay, Thịnh dùng dao tấn công mẹ và dì ruột tại nhà. Sau khi gây án, Thịnh ra trước nhà đứng. Khi nhận tin báo, công an địa phương đã đến khống chế bắt giữ. Công an ngay sau đó phong tỏa hiện trường để khám nghiệm tử thi. Hiện trường có biểu hiện giằng co. Một số người dân cho biết, trước thời điểm xảy ra vụ việc, có nghe thấy tiếng la hét. Thịnh không mặc áo, tay chân có vết xước, chảy máu. Theo người dân xung quanh, Thịnh bị bệnh tâm thần, gia đình từng đưa đi chữa bệnh nhiều nơi và có giấy xác nhận bị bệnh tâm thần. Hiện công an đang làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ án mạng. Thông tin về tai nạn lao động đáng chú ý. Thưa quý vị, trong lúc đang làm việc tại tầng 3 công trình xây dựng, thì người phụ nữ bất ngờ rơi xuống đất, sau đó tử vong. Vụ việc xảy ra tại công trình xây dựng trên đường N5, trong khu dân cư Phú Hồng Thịnh 10, phường Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương vào tối qua. Thông tin ban đầu, chị Lê Thị Huệ, 39 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa, đang làm việc trên tầng 3 của công trình thì bất ngờ bị rơi xuống đất ở độ cao khoảng 10 mét. Tai nạn làm chị Huệ nằm bất động. Phát hiện vụ việc, chồng nạn nhân và một số người khác chạy tới đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong sau đó. Nhận thông tin, Công an thành phố Dĩ An, Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cùng một số đơn vị liên quan tới khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, kiểm tra công trình. Được biết công trình xây dựng này mới được thi công khoảng 1 tháng, các công nhân đang bắt đầu xây tầng thứ tư thì xảy ra sự việc. Tiếp theo trong phần sau. Bắt nguyên giám đốc CDC Hậu Giang cùng hai thuộc cấp. Hé lộ công nghệ hiện đại sẵn sàng cho lễ khai mạc SEA Games 31. Thưa quý vị, sáng nay Công an tỉnh Hậu Giang thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Lành, nguyên giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Hậu Giang, cùng hai trưởng phòng thuộc trung tâm này. Động thái này được đưa ra sau một ngày ông Lành và hai thuộc cấp bị cách hết chức vụ do vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng khi để người của công ty Việt Á đến nhà tặng túi quà, bên trong có chứa 450 triệu đồng hồi cuối năm ngoái. Ông Lành là phó giáo sư tiến sĩ, công tác nhiều năm trong ngành y tế tỉnh Hậu Giang. Năm 2020, ông được bổ nhiệm làm giám đốc CDC tỉnh. Giải trình với cơ quan chức năng, ông Lành cho biết, trưa ngày 3 tháng 12 năm 2021, người của công ty Việt Á đến nhà tặng túi quà. Chiều cùng ngày, khi biết bên trong có nhiều tiền, ông đã mang túi quà vào đề nghị cơ quan lập biên bản, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Công an Hậu Giang đã thu giữ túi quà để làm rõ động cơ, dấu hiệu sai phạm. Trước đó, hôm 5 tháng 5, tỉnh Hậu Giang công bố kết luận thanh tra về việc mua sắm vật tư y tế phòng chống COVID-19. Trong đó, CDC tỉnh ký 2 hợp đồng mua hóa chất, sinh phẩm, vật tư xét nghiệm của công ty Việt Á. Với tổng số tiền gần 3 tỷ 400 triệu đồng, đã thanh toán 100%. Hiện lực lượng chức năng khám xét nơi làm việc của 3 bị can tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hậu Giang, CDC, thành phố Vị Thanh. Không chỉ tại Hậu Giang, đến nay hơn 30 người, trong đó có 16 lãnh đạo, cán bộ nhiều CDC và Sở Y tế các tỉnh thành bị Bộ Công an và Công an các địa phương khởi tố liên quan vụ án nâng giá kit test COVID-19 ở công ty Việt Á. Nhiều tỉnh thành cũng vừa công bố kết luận thanh tra mua sắm trang thiết bị y tế phòng chống COVID-19 tại địa bàn, trong đó nêu một số sai phạm trong mua sắm kit xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á. Trong kết luận thanh tra, tỉnh Kiên Giang mới công bố sai phạm liên quan việc mua sắm vật tư y tế, kit xét nghiệm của Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh CDC với công ty Việt Á trị giá 58 tỷ đồng trong 2 năm, năm 2020-2021. Cụ thể, Sở Y tế tỉnh phê duyệt dự toán mua sắm không đúng thẩm quyền, kế hoạch xây dựng lựa chọn thầu không trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Giá kit test mua của Việt Á mắc hơn gần 70.000 đồng mỗi test bán trên thị trường. Tại Đồng Tháp, sai sót trong mua sắm thiết bị y tế chống dịch được cơ quan thanh tra chỉ ra phần lớn liên quan mua sắm kit xét nghiệm công ty Việt Á. Trong 2 năm, năm 2020 và năm 2021, tỉnh thực hiện 10 gói thầu mua kit test của Việt Á với tổng giá trị 197 tỷ đồng. Hiện các cơ quan đã thanh toán hơn 150 tỷ đồng. Kết luận thanh tra đã chỉ ra các sai sót, ứng hàng trước khi ký hợp đồng, việc theo dõi nhập xuất kho chưa hợp lý, một số hồ sơ dự thầu, trúng thầu, thiếu tờ khai hải quan, chứng nhận xuất xứ, biên bản bàn giao và nghiệm thu hàng hóa chưa có chữ ký của cán bộ kỹ thuật.
Xin được chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, hai đối tượng Nguyễn Văn Thụ, 47 tuổi và Lê Văn Toản, 46 tuổi, cùng ngụ huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, đang vận chuyển 21 bao tải chứa 820 kg thuốc nổ lên xe tải vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ thì bị bắt giữ. Thời điểm bị bắt quả tang, ghi nhận bên trong các bao tải màu xanh có thêm bao ni lông chứa các cục rắn màu xám vàng. Hai người đàn ông khai nhận đây là thuốc nổ, thu mua ở Quảng Trị và đang chuẩn bị chuyển vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ. Khám xét nơi ở của Lê Văn Toản và Nguyễn Văn Thụ, nhà chức trách thu giữ thêm 25 kg thuốc nổ, một khẩu súng, 19 viên đạn, một xe tải mang biển kiểm soát tỉnh Quảng Bình. Trước đó, vào khoảng tháng 9 năm 2021, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã nhiều lần lên kế hoạch phá án, nhưng đường dây này hoạt động tinh vi với nhiều thủ đoạn gây khó khăn trong việc phá án. Tin thế giới, chứng kiến cảnh cánh cổng sắt lớn bất ngờ đổ sập xuống rồi đè trúng hai bé gái, nhiều người không khỏi thót tim. Sự việc xảy ra vào ngày 5 tháng 5 tại thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Trong clip có ba đứa trẻ đang chơi trong sân nhà. Ngay sau đó, cậu bé đi về phía cổng sắt rồi kéo nó ra. Chỉ vài giây sau, một bên cửa bất ngờ đổ sập xuống đè trúng hai bé gái và một con chó. Quá sợ hãi, cậu bé đã chạy đi cầu cứu người lớn. Trong khi đó, chú chó và một bé gái bị kẹt dưới cửa đã tự bò ra ngoài. Phát hiện sự việc, một người đàn ông đã chạy tới giải cứu cho bé gái còn lại đang bị mắc kẹt phía dưới. Bà Ly, mẹ của cậu bé cho biết hôm đó trời có gió và các vít không được cố định đúng cách trên cửa. Khi cậu bé cố gắng mở cửa, nó đã rơi xuống. Thời điểm xảy ra sự việc, bà Ly không có ở nhà. May mắn thay những đứa trẻ không bị thương. Còn đây là hình ảnh một phần bờ kè được tận dụng làm bãi đỗ xe bị sụp đổ do nền đất ngậm nước kéo theo hàng loạt ô tô đang đổ bị trôi xuống. Video quay tại thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc ngày 9 tháng 5 cho thấy khoảnh khắc hãi hùng khi một chiếc xe đang trượt dần xuống mương phía sau khi một phần đường bị sạt lở. Theo một người dân địa phương, bãi đỗ xe ô tô cao khoảng 3 mét được thi công trên một bãi đất trống. Vài ngày qua, mưa lớn liên tục có thể đã khiến nền đất bị bở và tạo nên cảnh sụt lún. Hậu quả của vụ sụt lún khiến 3 chiếc ô tô bị hư hỏng nhưng không có ai bị thương. Kinh nghiệm của các chuyên gia cho biết khi đậu xe trong điều kiện thời tiết không thuận lợi nên có sự quan sát và đánh giá địa thế môi trường xung quanh để tránh rủi ro. Thưa quý vị, tối qua tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình đã diễn ra lễ tổng duyệt khai mạc SEA Games 31. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có đủ điều kiện về thiết bị kỹ thuật và sự hỗ trợ của công nghệ mới trong nghệ thuật thể hiện mang tính quảng trường đại chúng. Đặc biệt, nội dung chi tiết lễ khai mạc SEA Games 31 vào đêm mai tại sân Mỹ Đình có rất nhiều tiết mục hấp dẫn. Khán giả Việt Nam, bạn bè quốc tế sẽ được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc, tràn ngập âm thanh và ánh sáng. SEA Games 31 tại Việt Nam dự kiến thu hút 10.000 người trong lĩnh vực thể thao và khoảng 10.000 đến 15.000 khách quốc tế. Đây là kỳ SEA Games thứ hai mà Việt Nam đăng cai sau lần đầu tiên vào năm 2003. Hơn 1.000 người là các nghệ sĩ sinh viên của các đoàn trường nghệ thuật sẽ trình diễn tại năm đại cảnh lớn ở sân khấu rộng 7.000 m2 của sân vận động Mỹ Đình, thành phố Hà Nội trong lễ khai mạc. 11 đoàn thể thao các nước Đông Nam Á sẽ tham gia diễu hành. Với ba chương, Việt Nam thân thiện, Đông Nam Á mạnh mẽ và Đông Nam Á tỏa sáng. Đặc trưng dòng các công Việt Nam và các nước Đông Nam Á được khai thác triệt để, trong đó nhiều tiết mục được chuẩn bị rất kỹ, cho thấy sự gắn kết của các quốc gia dọc con sông Mekong và bên bờ biển châu Á Thái Bình Dương. Để chuẩn bị tốt nhất cho công tác tổ chức, thành phố Hà Nội đã triển khai các phương án đảm bảo an ninh, an toàn, tổ chức phân luồng giao thông trên địa bàn, đảm bảo cho các đoàn thể thao tham dự SEA Games 31. Trong phần sau của chương trình hôm nay, góc nhìn cận cảnh bảo vệ người tiêu dùng trước vấn nạn thực phẩm bẩn. Cập nhật mới nhất về giá xăng dầu ở kỳ điều chỉnh chiều nay. Thưa quý vị, thời gian gần đây, các mặt hàng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ, thậm chí được tẩm nhuộm hóa chất xuất hiện ngày càng nhiều trên thị trường. Và thực trạng này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh, mà còn giống lên hồi chuông báo động về sức khỏe của người tiêu dùng. Ghi nhận mới nhất của chương trình tại tỉnh Bạc Liêu. Hiện nay, không ít gian thương vì hám lợi mà sẵn sàng kinh doanh các mặt hàng thực phẩm bẩn trên thị trường. Trước thực trạng đó, Công an tỉnh Bạc Liêu đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng, tăng cường kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.
Trong 3 tháng đầu năm 2022, lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý 34 vụ liên quan 36 đối tượng có hành vi vận chuyển, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng không rõ nguồn gốc xuất xứ, vệ sinh an toàn thực phẩm, tôm chứa chất tạp, bơm nước vào gia súc trước khi giết mổ. Nếu như người tiêu dùng mà mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng cấm, đặc biệt là các cái mặt hàng hạn chế sử dụng, nếu như sử dụng lâu dài thì nó có thể là ảnh hưởng đến cái sức khỏe của người tiêu dùng, đặc biệt là ảnh hưởng đến cái hệ thần kinh, hệ tiêu hóa và tiềm ẩn nhiều cái nguy cơ dẫn đến một số cái bệnh ung thư. Thứ hai nữa đó là nó ảnh hưởng đến cái tài chính của cái người tiêu dùng, đặc biệt là cái tài chính của các cái tổ chức cá nhân trực tiếp sản xuất kinh doanh. Họ làm ăn chính đáng, có đăng ký sản xuất kinh doanh, hàng hóa có thương hiệu. Nếu như mà bị hàng giả, hàng kém chất lượng, nó chen vào, nó làm giả, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái hàng thật, cái uy tín của các cái doanh nghiệp và có thể dẫn đến cái nguy cơ là bị tẩy chay hàng thật. Để chủ động phát hiện và xử lý các loại thực phẩm bẩn vận chuyển vào địa bàn Bạc Liêu tiêu thụ, Công an tỉnh Bạc Liêu tăng cường công tác tuần tra kiểm soát chặt chẽ các tuyến giao thông đường bộ, đường thủy liên tỉnh. Mới đây, Cảnh sát Giao thông Đường bộ Công an tỉnh Bạc Liêu đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời 2,3 tấn tôm nguyên liệu chứa tạp chất Aga và CMC do tài xế Hồ Đắc Hoàng Nam, sinh năm 1981, ngụ thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, vận chuyển vào địa bàn Bạc Liêu tiêu thụ. Trước đó, cũng thông qua công tác tuần tra kiểm soát các tuyến giao thông đường bộ, Cảnh sát giao thông đã phát hiện xe tải biển kiểm soát 94C-03761 do tài xế Lâm Văn Toàn, sinh năm 1994, ngụ phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai điều khiển. Bên trong có gần 1 tấn tôm nguyên liệu chứa tạp chất CMC được tài xế Toàn vận chuyển đi tiêu thụ trên địa bàn. Hai đội tuần tra kiểm soát chủ động nắm chắc tình hình trên tuyến quốc lộ 1, rồi tuyến Nam Sông Hậu, rồi tuyến quốc lộ quận lộ Phụng Hiệp, nhằm kịp thời ngăn chặn, phát hiện xử lý các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông đường bộ. Rồi song song đó, thời gian qua thì đơn vị cũng là chủ động phối hợp với các ngành chức năng như quản lý thị trường, rồi phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh, vân vân, cũng đã phát hiện xử lý 2 trường hợp xe ô tô vận chuyển nhiều loại hàng hóa nhập lậu là không có hóa đơn, xuất xứ nguồn gốc, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Thiết nghĩ, ngoài sự vào cuộc của các ngành chức năng, thì mọi người dân cần nâng cao ý thức trước các loại thực phẩm bẩn và hãy là người tiêu dùng thông minh để bảo vệ sức khỏe cho chính mình và người thân trong gia đình. Tiếp tục là thông tin cập nhật về giá xăng dầu ở kỳ điều chỉnh được Liên Bộ Công Thương Tài chính công bố chiều nay. Liên Bộ Tài chính Bộ Công Thương vừa tăng giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh hôm nay. Theo đó, giá xăng E5 là 28.950 đồng một lít, tăng 1.490 đồng một lít so với kỳ điều hành lần trước. Giá xăng RON95 là 29.980 đồng một lít, tăng 1.550 đồng một lít. Đây là mức giá cao nhất của xăng RON95 từ trước đến nay. Dầu quả là 25.160 đồng một lít, tăng 1.340 đồng. Dầu diesel là 26.650 đồng một lít, tăng 1.120 đồng. Riêng dầu mazut giữ nguyên giá bán là 21.560 đồng một ký. Công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ Lê Dương An, sinh năm 1995, ngụ xã Mỹ Phước Tây, thị xã Cai Lậy, về hành vi cướp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, tiếp nhận tin báo bị cướp của một phụ nữ, Công an thị xã Cai Lậy xác định An là đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản nên mời làm việc. Tuy nhiên, An không chấp hành mà cố thủ trong nhà. Sau nhiều nỗ lực, công an đã khống chế được An. Khi bị bắt giữ, An có biểu hiện quá khích, ảo giác do sử dụng ma túy. Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện An đang tàng trữ một gói ma túy có trọng lượng 0,1 gram. An khai nhận trước khi thực hiện hành vi cướp tài sản của người phụ nữ trên thì đã sử dụng ma túy và dùng dao gây thương tích một người thân. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 18h15 phút ngày mai trên đài phát thanh và truyền hình Trà Vinh. Còn bây giờ, Hồng Trang và Thanh Tiến xin kính chào tạm biệt.